Vâng, một bộ sản phẩm giá 41 triệu chuyển về cho các bác ở Tân Yên, gồm những sản phẩm là đôi loa JB và quạt súp CD vân đẩy 3 kênh và những chiếc vang chất lượng cao của TD, và đặc biệt là bộ mic cao cấp của DBL Acoustic. Mic này thì tiếng nó rất là bay nha các bác nhá. Đấy, anh em với dòng vị tím cho nên tiếng nó rất là sáng và dễ hát các bác nhá. Nó rất là lịnh tiếng và phải nói là nó là dạng chuyên nghiệp của dòng mic DBL Acoustic. Đấy, mã cao cấp. Nói chung là những bộ chất lượng này thì các bác đầu tư những bộ mic nó vip vip này thì phải nói là rất dễ hát, bay bổng các bác nhá. Còn bình dân hơn nữa thì những cái mã này cũng rất hay rồi các bác ạ. Đấy, những bộ này thì giá nó rẻ tiền hơn này. Đấy, lấy sang những cái vang, như cái vang này thì chia sẻ với bác luôn, rất dễ chỉnh, đủ hết chức năng ăn chơi nhá. Em bán rất nhiều dòng vang đấy. Đây, những quả súp. Nói chung là bộ rất là bình dân mà giá rất hay các bác nhá. Không nhất thiết phải đến 70-80 triệu, hàng trăm triệu đâu. Em bán thì đủ hết các mã để cho các bác trên mọi miền đó lựa chọn. Hôm vừa rồi em bán những bộ sản phẩm ở cao kê đến gần 200 triệu rồi. Đó. Nhưng mà chơi cũng phải vừa vừa thôi, cứ tầm độ 4-50 là em thấy cực kỳ vip rồi. Như bộ sản phẩm này rất hay. Cảm ơn các bác đến từ Tân Yên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.